Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã phá hủy hai hệ thống phòng không IRIS-T của đối phương ở vùng Zaporizhia và Kherson. Ngoài ra, hai tên lửa Iskander-M của Nga đã bắn trúng một đoàn tàu hàng ở phía đông nam Kharkov, phá hủy gần 20 phương tiện quân sự cùng rất nhiều đạn dược. Cuộc tấn công được thực hiện bởi kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa Iskander-M-OTRK, sử dụng hai tên lửa chiến thuật nhằm vào bãi đậu xe của tuyến đường sắt thuộc Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 53 ở làng Budi, vùng Kharkov. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, một số thiết bị đã bị phá hủy, bao gồm 3 xe chiến đấu bộ binh Marder và nhiều quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu bị tấn công và thiết bị quân sự bốc cháy. Việc kiểm soát kết quả vụ cháy được thực hiện bởi máy bay không người lái Orlan-10. Ông Vitali Ganchev, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov cho biết, quân đội Nga đã củng cố được chỗ đứng trên các phòng tuyến đã chiếm đóng trước đó và hàng ngày đẩy lùi các cuộc phản công nghiêm trọng của đối phương. Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề và hầu hết các cuộc phản công của họ đều gần như bị bóp nghẹt ngay từ đầu. Về phía Kupiansk, quân đội Nga đã phá hủy ít nhất 7 cây cầu trong 2 tuần qua, tập trung cản trở hoạt động hậu cần cũng như chặn đường tháo chạy của Kiev để phục vụ chiến dịch tấn công tại khu vực này. Theo nguồn tin Nga, ngôi làng Pyschane ở phía đông nam Kupiansk đã được chiếm giữ nhưng chưa có xác nhận trực quan. Avdiivka vẫn là mặt trận nóng bỏng nhất. Các video định vị địa lý cho thấy quân đội Nga đã tiến về phía bắc Novoselivka Persha. Một blogger quân sự khác khẳng định rằng Nga đã kiểm soát được ngôi trường học ở phía bắc ngôi làng. Do tình hình chiến thuật bất lợi, quân đội Ukraine đang từ bỏ vị trí của mình, tháo chạy về tuyến sau. Ở Urozhaine, lực lượng Moscow đã kiểm soát được trung tâm ngôi làng, như được thể hiện trong đoạn video được định vị địa lý về cảnh lá cờ Nga được kéo lên. Theo hướng New York, lực lượng Moscow đang mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây tới Oleksandrivka. Phía bắc Novoselivka Persha ở tây Avdiivka, Lữ đoàn Bộ binh cơ giới 47 Ukraine đã phát động một cuộc phản công để mở đường cho binh sĩ đơn vị rút khỏi làng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, làng Urozhaine được cho là đã bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Cuối tuần trước, quân đội Nga cũng cho biết họ đã kiểm soát được Sokol, một ngôi làng ở phía nam Ocheretino, nơi đã chứng kiến trận chiến dữ dội trong vài tuần qua. Tiếp theo, họ cũng kiểm soát Voskod, một ngôi làng nằm ngay phía tây Sokol. Với việc vùng kiểm soát của Nga đang mở rộng trong khu vực, quân đội dự kiến sẽ chính thức công bố việc chiếm được làng Zheleznovka, một ngôi làng đang hình thành một khối kết tụ duy nhất với Voskod trong thời gian ngắn. Cuộc tấn công của Nga cũng tiếp tục đến phía nam Ocheretino, ngoài phòng tuyến Olopka, Tonenkoye, Berdichi hiện không còn tồn tại. Một loạt ngôi làng trải dài dọc theo hệ thống kênh rạch và ao hồ, nơi lực lượng Ukraine cố gắng tạo ra các vị trí kiên cố mới sau khi Avdiivka thất thủ. Nó là những trở ngại lớn cho bước tiến của quân Nga. Xung đột tại Ukraine có thể coi là cuộc chiến về phương tiện bay không người lái drone, loại khí tài được sử dụng với nhiều nhiệm vụ như trinh sát, tấn công, giải mìn hay tiếp tế. Bên nào có thể triển khai khí tài này với số lượng nhiều hơn và chất lượng tốt hơn sẽ chiếm được lợi thế không nhỏ trước đối phương, kể cả khi bị áp đảo về nhân lực và hỏa lực trên các phương diện khác. Theo chuyên gia quân sự David Ace, với tiềm lực kinh tế và công nghiệp quốc phòng vượt trội, Nga trên lý thuyết có thể dễ dàng vượt xa Ukraine về lĩnh vực sản xuất drone. Tuy nhiên trên thực tế, drone và thiết bị gây nhiễu, thứ được cho là phương pháp chống drone hiệu quả bậc nhất do Nga sản xuất, có chất lượng thấp, khiến Moscow không thể chiếm ưu thế trên lĩnh vực này ở tiền tuyến. Ông Ace cho biết cả Nga và Ukraine đều đang sản xuất khoảng 100.000 drone góc nhìn thứ nhất FPV một tháng. Đây được coi là loại drone quan trọng nhất trên chiến trường hiện nay, có kích thước nhỏ, giá thành mỗi chiếc khoảng 500 đô la Mỹ, sở hữu khả năng bay xa nhiều km khi mang theo đầu nổ nặng vài kg. Theo các nhà phân tích chuyên thống kê tổn thất của hai bên trong cuộc xung đột, số lượng các cuộc tập kích bằng drone FPV của Ukraine cao hơn ít nhất 3 lần so với Nga, thậm chí có thể lên tới 6 lần, dù Moscow và Kiev sản xuất được số lượng drone gần như tương đương nhau. Ông Ace cho biết, chương trình phát triển, sản xuất drone của Ukraine có tính đa dạng, phân tán và nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu. Ngược lại, đối với Nga, việc sản xuất drone được chính phủ nước này kiểm soát chặt chẽ và chỉ được một số doanh nghiệp nhà nước lớn thực hiện. Quy trình sản xuất thường bị đóng khung, có thể làm chậm quá trình đổi mới sáng tạo, theo Ace. Theo ông Samuel Bennett, chuyên gia về drone tại Viện Nghiên cứu CNA có trụ sở tại Mỹ cho biết drone FPV của Nga có chất lượng tổng thể thấp và gặp nhiều vấn đề kỹ thuật, khiến một số chiếc gần như không thể bay lên không trung ngay cả khi vừa được lấy ra khỏi hộp. Sự khác biệt về chất lượng còn lớn hơn khi xét đến các khí tài chống drone của hai bên, đặc biệt là thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến được thiết kế để chặn tín hiệu liên lạc giữa drone và người vận hành. Tăng cường phòng vệ cho xe tăng là giải pháp tình thế nhưng cũng phần nào chứng minh hiệu quả. Xe tăng mai rùa có thể là cải biến chống UAV mới nhất xuất hiện trong thời gian gần đây. Một số mẫu xe tăng thế hệ mới đang được phát triển cũng tích hợp nhiều công nghệ điện tử và hệ thống phòng thủ giúp ứng phó trước mối đe dọa từ UAV. Theo các chuyên gia, thời kỳ hoàng kim mà các UAV thống trị chiến trường có thể sẽ qua, song không đồng nghĩa loại vũ khí này sẽ hoàn toàn biến mất. Quân đội các nước và những nhà thầu quốc phòng có thể cho ra nhiều ý tưởng thiết kế nhằm tận dụng hiệu quả những điểm mạnh của UAV. Chẳng hạn, công ty Rheinmetall của Đức mới đây giới thiệu bệ phóng UAV được thiết kế như thùng container chứa 126 ống phóng UAV tự sát dòng Hero của Israel, có tầm hoạt động 60 km và có thể giúp đơn vị sở hữu áp đảo những hệ thống phòng không. Chiến trường tại Ukraine có thể là bài học để giới quân sự đưa ra những đánh giá về năng lực của UAV, từ đó áp dụng vào những dự án phát triển vũ khí và chiến thuật trong tương lai. Tạp chí National Interest của Mỹ nêu bật những khả năng của lực lượng không quân vũ trụ Nga VKS trong việc giải quyết máy bay không người lái UAV RQ-4B Global Hawk của Mỹ. Bài viết trích dẫn lập luận của ông Igor Korotchenko, một chuyên gia người Nga và là tổng biên tập của tạp chí National Defense. Ông Korotchenko cho rằng các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa như S-400 hoặc S-300B được trang bị tên lửa phòng không tầm xa sẽ là những hệ thống chống máy bay không người lái hiệu quả nhất, thay vì sử dụng máy bay chiến đấu như MiG-31, bởi phương pháp này vừa an toàn mà lại vừa tiết kiệm chi phí. Ông Korotchenko lưu ý, việc sử dụng tên lửa không đối không sẽ đòi hỏi một khuôn khổ pháp lý để có thể triển khai, nhằm tránh gây xung đột với các quốc gia khác. Ông viết, chúng ta nên hiểu rằng, với máy bay không người lái trinh sát chiến lược trên không của Mỹ, cách duy nhất để tác động đến chúng là sử dụng MiG-31 bay gần và gây ra tác động khiến UAV rơi xuống hoặc buộc nó phải quay trở lại sân bay. Nhà phân tích quân sự Nga nói thêm, tuy nhiên, những phương pháp như vậy khá kỳ lạ vì trước hết, chúng đòi hỏi phi công phải có kỹ năng tuyệt vời và về mặt lý thuyết, không loại trừ khả năng xảy ra các sự cố trên không như va chạm với máy bay không người lái của đối phương do lỗi của phi công hoặc hành động cố ý của người điều khiển UAV từ xa. Những cuộc thảo luận về vấn đề này diễn ra chỉ vài ngày sau khi có báo cáo cho rằng một chiếc MiG-31 của Nga có thể đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái RQ-4B của không quân Mỹ. Tài khoản US Civil Defense News đã đăng trên mạng xã hội X rằng một chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã bắn hạ máy bay RQ-4B Global Hawk của Mỹ trên Biển Đen gần Crimea, khi chiếc máy bay không người lái do thám của Mỹ đang tìm kiếm và cung cấp thông tin mục tiêu cho tên lửa NATO ở Ukraine. Trước đó, tài khoản US Civil Defense News cũng đã công bố thông tin rằng Moscow đã quyết định thiết lập vùng cấm bay trên Biển Đen. Tuy nhiên, cả hai tuyên bố về khu vực bay và bắn hạ RQ-4 đều không đúng. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk đã thực hiện các chuyến bay trinh sát trên Biển Đen, cụ thể là gần Crimea. Họ lưu ý rằng một UAV đã làm nhiệm vụ vào ngày 23 tháng 6, trùng với cuộc không kích của Ukraine vào Sevastopol. Các tên lửa của Ukraine đã tấn công một bãi biển ở Crimea gây thương vong. Sự kiện trên xảy ra một ngày sau khi một quả bom dẫn đường của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở Kharkov gây thiệt hại nặng nề. RQ-4B là máy bay không người lái do Northrop Grumman sản xuất cho không quân Mỹ. Đây là một phần của dòng Global Hawk, nổi tiếng với khả năng bay cao và bay trên không trong thời gian dài. RQ-4B có khả năng cung cấp dữ liệu tình báo, giám sát và trinh sát ISR theo thời gian thực. Nhiệm vụ chính của RQ-4B là giám sát và trinh sát ở độ cao lớn trong thời gian bay dài. Máy bay có thể bay cao tới 18 km, cho phép nó quan sát các khu vực rộng lớn và thu thập thông tin quan trọng mà khó bị phát hiện. RQ-4B có các cảm biến và camera tiên tiến như radar khẩu độ tổng hợp SAR, camera điện quang, hồng ngoại EO, IR, theo dõi mục tiêu di chuyển và chặn các liên lạc điện tử. Với những khả năng trên, RQ-4B có thể xử lý nhiều nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát ISR. Nó có thể gửi video trực tiếp và dữ liệu quan trọng đến các trung tâm chỉ huy, hỗ trợ việc ra quyết định và lập kế hoạch. Điều này đặc biệt hữu ích trong các tình huống thay đổi nhanh như vùng xung đột hoặc trong thảm họa. người Palestine ngày 14 tháng 7 đã tổ chức cuộc tổng đình công tại một số thành phố ở bờ Tây để phản đối cuộc tấn công của Israel vào khu vực nhân đạo Al-Mawasi thuộc Khan Yunis, phía nam giải Gaza. Làn sóng dư luận quốc tế giận dữ vì cuộc tấn công nhắm vào một khu vực mà Israel chỉ định là an toàn và không hề có bất cứ thông báo trước. Sự giận dữ này làm bùng lên các cuộc biểu tình ở rất nhiều thành phố trên thế giới. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp diễn rất ác liệt. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa tất cả các con tin trở về. Nếu chúng tôi tuân thủ những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận vừa giải phóng con tin, vừa cho phép chúng tôi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chiến thắng. Tôi chưa di chuyển 1 mm nào so với khuôn khổ mà Tổng thống Biden đã đưa ra. Tôi không thêm điều kiện, nhưng tôi cũng không giảm bớt các điều kiện. Tôi không để Hamas di chuyển 1 mm. Thủ tướng Netanyahu cho biết tất cả các thủ lĩnh của Hamas đều bị đưa vào danh sách tử hình và khẳng định chiến thuật này sẽ đưa Hamas đến gần hơn với việc chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, Hamas cho biết chỉ huy quân sự Mohammed Deif, người mà Israel muốn tiêu diệt trong cuộc không kích ở Khan Yunis, vẫn khỏe mạnh. Mohammed Deif được cho là kiến trúc sư vụ tấn công của Hamas ngày 9 tháng 10. Giới chức Hamas cho biết nhóm này vẫn chưa rút khỏi các cuộc đàm phán về ngừng bắn với Israel và các kênh liên lạc vẫn hoạt động giữa giới lãnh đạo trong và ngoài Gaza sau cuộc tấn công của Israel ở khu vực mà Israel đã chỉ định là an toàn. Văn phòng chính trị của Hamas cáo buộc Israel đang cố gắng làm chệch hướng nỗ lực của các nhà hòa giải Ả Rập và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn bằng cách đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Gaza. Giữa lúc chính trường Mỹ đang xáo trộn với vụ ám sát bất thành ứng cử viên Tổng thống Trump, nỗ lực ngoại giao quốc tế đáng chú ý nhất cho Gaza lúc này là chuyến công du Israel và các vùng lãnh thổ Palestine của tân Ngoại trưởng Anh David Lammy với lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Đây là chuyến công du quốc tế thứ hai của ông kể từ chiến thắng vang dội của Công đảng trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng này. Thông điệp mà Ngoại trưởng David Lammy đưa ra là cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza không thể chấp nhận được và anh muốn hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và tạo không gian cho một con đường đáng tin cậy và không thể đảo ngược hướng tới giải pháp hai nhà nước.